Facebook và Amazon đồng loạt bị chính phủ Mỹ điều tra. Theo hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ đã được cấp thẩm quyền để tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Apple về các vi phạm luật chống độc quyền. Tuy nhiên hiện chưa rõ Apple bị điều tra về vi phạm chống độc quyền trong lĩnh vực nào. Thông tin này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi có thông tin cho biết Google cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra xem xét về các vi phạm chống độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực và tìm kiếm trực tuyến. Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Liên bang, FTC, cũng đã được Bộ Tư pháp ủy quyền để tiến hành điều tra nhằm vào hai đại gia công nghệ khác là Facebook và Amazon. Trong đó Facebook bị điều tra vi phạm chống độc quyền trong lĩnh vực mạng xã hội và Amazon là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cả Bộ Tư pháp lẫn Ủy ban Thương mại Liên bang đều có thẩm quyền điều tra chống độc quyền các công ty tại Mỹ và hai cơ quan này sẽ tự thỏa thuận về việc cơ quan nào sẽ điều tra cụ thể các công ty nào tại Mỹ. Như vậy cùng thời điểm, bốn đại gia công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay là Apple, Google, Facebook và Amazon đều bị chính phủ Mỹ điều tra, trong đó, Apple cũng hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền của liên minh châu Âu, khi nhà cung cấp nhạc trực tuyến Spotify cáo buộc Apple ưu tiên ứng dụng nghe nhạc của riêng mình và đẩy giá Spotify lên cao trên kho ứng dụng App Store. Cổ phiếu của bốn đại gia công nghệ này đã đồng loạt giảm giá sau thông tin các công ty bị lọt vào tầm ngắm điều tra của chính phủ Mỹ, hiện cả bốn hãng công nghệ đều chưa đưa ra bình luận gì về sự việc. Tê Thủy